Màu tự nhiên hết chị nhỉ? Wow, rất đẹp. Này làm sao mà đẹp này ai dám ăn được? Đến lúc xong chị không cưỡng lại được, chị vẫn phải cho nó vào bụng. Đẹp quá để ngắm. Về cho con đá xong rồi cho con đá. Vâng, ở bên đấy có một cái túi đang có. À, chị vừa đi thi xong ạ? Đúng vậy ạ? Vâng, vâng, em vừa làm cho các túi là vậy đúng không? Vâng ạ, à, ở cái mẹt em vừa mang đi làm cho các túi thầy xem. À, thế chị vừa làm cho các thầy xem. Vâng, mâm xôi để mở lễ khai mạc. Ra đấy làm thẳng luôn. Vâng, em làm đấy phần trong. Các quý thầy cắt thay bánh cao tô. Thế là mình cũng dường mâm đấy đấy. Các thầy cắt năm nay là khai mạc là các thầy cắt xôi chứ không không phải cao tô. Không cắt bánh. À. Cái màu xanh xanh đến là cái gì chị? Là gì? Lá sứa và lá xanh này dễ cải lá sôi. Màu xanh là tạo, gọi là tạo cánh. Lá sứa với cả là gì? Màu xanh như kiểu quả ấy chứ. Biết. Dạ. Cái xanh đấy là cái gì vậy chị? Học từ quán chị nhà hàng xanh rồi biết cái sản phẩm này. Từ lá cơm lết với cả lá rong hót ạ. Nhưng mà tự chưng ra đấy là cái gì? Vâng, các cái nụ hoa, nụ cây ạ. Mầm, mầm cái nụ. Hoa gì đây? Hoa cúc. Hoa cúc à?
Có ít hoa tay của mọi người chắc là về hết tay chị rồi. Chết đói anh hỏng rồi. Đấy lá đấy. Ok. Dính vào tay em. Sao tí không vấn đề gì. Đậu xanh. Đây chị đẹp tới nhà em nhỉ, ăn làm sao được? Ăn được, ăn được, được. Tầm đậu xanh nha chị. Vâng. À? Tất cả là đậu xanh ăn được. Màu thiên bác ạ. Màu vàng như rau củ quả. Đây cháu ăn nè. Chứ không có hóa chất gì hết. Vâng. Liệu nhỉ. Hoa cúc của bông hồng, cây hoa cúc. Nếu bạn kết hợp với màu khác thì nó sẽ nhẹ cái màu sẫm của nó. Ô, xanh đen đúng không? Sẽ nhẹ. Không nào đặt hàng. Đây là rau ngót với rau gì thành cái màu xanh đúng rồi. Một lần nếu không thì là cây cải bó sơi nó cũng xanh. Dạ, nhưng mà vâng nó không xanh như này. Đúng rồi. Cái này phải kết hợp rất nhiều loại lá mới được ra màu xanh này. Đúng mình rồi. Tùy thuộc vào cái độ xanh của lá mình chọn màu và pha cái phần. Ví dụ như tỷ lệ là bao nhiêu lá kia, tỷ lệ bao nhiêu lá này thì ra màu xanh đấy. Vâng. Rau ngót với cả giá phải xanh. Đậu xanh rất thảo. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ còn nếu không phải cái cây mâm khơi. Vâng. Rồi. Quá đẹp luôn. Đói. Đợi nhà thì là nó ra. Đây là bé không cô? Quá đẹp. Màu đỏ này là làm được chất từ gốc với cả lá cẩm đỏ của dân tộc. Bên trên vùng cao nó có hai có những cái màu là màu hồng, màu đỏ, màu tím. Đó là mình đun ra mình sẽ được cái loại nước để làm xôi. Đây là hoa hồng, đây là bướm, đây là bướm, hoa bướm nhìn đi biết hoa bướm. Rất nhiều loại lá làm xong. Em còn phải chọn lựa cái em nhờ người mua trên đấy về em tự trồng. Đẹp quá nhỉ.